chào mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Tiếp tục series tìm hiểu về các sản phẩm mới, hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một thế hệ loa Sun 3 Dolby Atmos mới nhất của Clip, chính là Clip Cinema 1200. Hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm thanh Dolby Atmos chuẩn nhất, loa Sun 3 Clip như một con quái vật chiếm lĩnh thị trường âm thanh năm nay. Clip Sun 3 Cinema 1200 là loa Sun 3 âm thanh vòm đầu bảng của Clip, với hệ thống loa bao gồm một loa thanh TV, hai loa subcrow và một loa siêu trầm. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào loa Sun 3 Clip Cinema 1200 chính là sự cao cấp tỉ mỉ trong thiết kế. Chất liệu gỗ với vân Venice sang trọng được phủ trên thanh loa và cả loa sub. Kích thước khá gọn gàng, Clip Cinema 1200 là dàn xem phim 5.1.4 tiết kiệm diện tích, dễ setup khi hỗ trợ hàng loạt các tính năng thông minh trong hệ thống âm thanh như Smart Home, Grammy nhạc, điều khiển thông minh qua trợ lý ảo. Sở hữu mức công suất khủng lên đến 1200W, loa thanh có tổng cộng 11 reverb chia thành 3 cụm bố trí loa. Ở phía đầu thanh loa bố trí một reverb twister hỏng kèn ratchet và hai reverb mid 3 inch bố trí tương xứng trái và phải, cùng với hai reverb 3 inch subround nằm ở phía bên trái phải theo dạng offering. Mặt loa được hướng lên trần và có điểm nhấn là vòng tròn kim loại đẹp mắt. Chính giữa được bố trí hai reverb mid và một reverb twister nằm ở giữa, giúp loa thể hiện tốt âm thanh ở phần thoại chi tiết. Bên cạnh đó, Clip Cinema 1200 được trang bị kết nối không dây với Wi-Fi, Bluetooth 5.0, stream nhạc qua Spotify hiện hành cùng tương thích trợ lý ảo Google và Amazon Alexa. Hơn nữa thì loa Sun 3 âm thanh vòm cùng tương thích hỗ trợ truyền phát video 8K, chuẩn màu HDR cao cấp. Trong bộ Sun 3 đi kèm có một cặp loa subround rời có dạng hình trụ chữ nhật, với kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt lên các kệ tủ, giá sách hay các chân kệ loa, hoặc treo lên tường cũng rất linh hoạt. Với loa siêu trầm không dây của Cinema 1200 có kích thước 12 inch và được trang bị cổng LFE in-out, giúp bạn dễ dàng kết nối thêm loa sub để tăng âm trầm mạnh mẽ hơn trong các không gian phòng lớn. Dải trầm xuống sâu 22Hz là một ưu điểm vô cùng tuyệt vời của bộ loa Sun 3 này. Tiếng bass sâu, nhanh, gọn và uy lực, nhưng được kiểm soát tốt và không có hiện tượng méo tiếng nhiều âm. Có thể nói thì loa Sun 3 Clip Cinema 1200 là loa Sun 3 thông minh và đáp ứng tốt mọi nhu cầu cần thiết của một bộ dàn xem phim nghe nhạc chất lượng thực thụ. Máy tính cấu hình hệ thống 5.1.4 âm thanh vòm ấn tượng, giúp bạn và gia đình tha hồ trải nghiệm xem phim điện ảnh không khác gì phim chiếu rạp. Bạn nghĩ sao về bộ loa Sun 3 Clip Cinema 1200? Liệu đây có xứng đáng là một trong những thiết bị âm thanh nên có trong không gian giải trí của gia đình bạn không nhỉ? Comment ngay phía dưới cho Thiên Vũ để biết thêm ý kiến của bạn nha. Nếu bạn thích video này, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Thiên Vũ. Hãy cùng đón xem sản phẩm mới nào chuẩn bị ra mắt ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.